Ông A như ông ẹo, bị má la đâm như không chịu. Nhìn xinh xẹo, biết uống dễ còn tự đòi chịu. Ê, nghĩ cái gì vậy ba? Buổi sáng thì mình chiên trứng cho năng học nha các bạn. Ok. Mình cho nó thơm. Hành thơm rồi, bây giờ mình sẽ đổ trứng cơm. Sáng mình ăn nhẹ thôi nha các bạn. Chị ơi, em muốn mềm gì vậy? Ok, chị múc cho. Đây này nha, cảm ơn chị. Quá, wow, mẹ chiên trứng ngon quá à. Ôi, thèm quá. Hai đứa con ăn sáng đi nha. 6:15 rồi, để cho con tranh thủ để trễ học nha. Ba học buổi chiều mà sáng con tranh thủ dậy ăn cơm với em Vinh cho vui nữa con. Con vừa tính dậy cái gì cho em kêu con dậy luôn rồi. Dạ, bữa con phải ra đặt báo thức nha. Trời ơi, nó 6:20 nè, ăn làm gì mất nghỉ. Con leo lên con. Dạ. Con ở nhà với nhà nha, mẹ đưa con đi học cái này đi chợ luôn á con. Lát nữa về. Chợ về có gì không cho con phụ với mẹ. Giờ con lặt rau phụ mẹ nha. Nay mẹ có mua cá tự tự chi xù cho hai tụi con ăn nè. Con nói đúng con hết luôn á. Để con đem qua chi lặt rau nha mẹ. Rồi con tranh thủ lặt rau rồi học bài để trưa đi học nha con. Bây giờ thì mình sẽ đổ dầu vô chiên cá. Chiên cá này phải đổ dầu nhiều, nó ngập con cá giờ. Dầu nóng là bây giờ mình bỏ tỏi vô cho nó thơm. Mình bỏ cái xíu muối vô lát nữa. Thịt cá nó bị dính dưới đá nồi. Dầu bây giờ sôi rồi mình sẽ bỏ cá vô chiên. Trong thời gian mà chờ đợi cá nó vàng á, mình sẽ cắt tắt vô lát nữa mình làm nước mắm chấm cá. Ok. Mình mới phụ mẹ nấu ăn xong, bây giờ mình sẽ học bài nha. Okay. Hôm nay mình sẽ học hình học. Mình ra đây ngồi cho nó mát chứ ngồi trong nhà nó nực lắm. Bây giờ mình sẽ vẽ cái hình hộp chữ nhật để mình biết những đường cạnh và đỉnh và đường chéo và đường khuất. Để sau này thầy kêu làm bài tập tìm những độ dài cạnh. Cho nên á, mình học cái này để mình biết mình làm nha các bạn. Hình hộp này có các đỉnh A, B, C, D, B, Q, M, N. Giờ thì 10 giờ mình sẽ đi rước Vinh. Five minutes later. À, con về hai chó chào con mừng kìa Vinh. Ủa, sao con đem đặt về? Tại vì con học hai buổi bởi vì để đó cho nó tiện. Rồi đúng rồi, chứ con mang tới mình nuôi nặng nề đó con. Dạ. Rồi vô rửa tay rửa mặt đi. Bây giờ mình ăn cơm để chuẩn bị đi học. Ở mình thì mới đi học về đó bụng quá, giờ mình sẽ ăn cơm. Đây mẹ có để bánh tráng nè, tụi con xuống rau với cá chấm nước mắm một chấm nha, nhưng mà phải ăn cơm. Ngon không? Rồi để mẹ cắt con cá này ra cho nữa. Mẹ đem qua trưa cho ngoại bà ngoại ăn cơm nha con. Dạ. Còn nữa con, ba mẹ con mình ăn. Ăn đi con. Đó. Dạ. Từ xương hai đứa. Dạ. Giờ mình ăn cơm trước cho chắc bụng nên lát nữa mình cũng sáng sao con. Cá mình chiên giòn ngon quá. Cá mình cá tươi nữa con. Mẹ mua cá sống về cái bắt đầu mẹ canh á, tụi con Vinh sắp về cái bắt đầu mẹ chiên á, nó tươi nó ngon. Mẹ mới đứa chấm nước mắm nè, này là làm mà lấy hột ớt ra rồi không có cay. Dạ, cảm ơn mẹ. Con giòn nó dai không? Dạ, cảm ơn mẹ. Chị Lai, hôm nay Vinh đi học vui không? Vui lắm chị ơi. Hôm nay thì rất là nhiều fan yêu cầu mình quay lại một ngày học của Trang Vinh. Thì mình cố gắng quay cho bạn xem. Mặc dù công việc mình thường ngày rất là bận luôn, nhưng mà mình cũng ráng miếng chút thời gian để quay cho các bạn xem. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ba mẹ con mình có động lực sẽ làm những clip mà các bạn yêu cầu trong thời gian sắp tới nha. Ủa, chị nào đứng trước nhà mình mà lão quá ta? Trời ơi, chị Trang chứ ai? Ủa? Chị Trang mà biết con nhìn không ra nữa, thua luôn. Ủa, chị Trang sao còn áo dài nữa? Tại chị không có bắt buộc mặc áo dài nữa. Giờ là bận quần tây, áo sơ mi trắng đó. Đúng, đúng. Bữa mẹ mua đồ cho Trang về con không thấy vậy. Chị Trang con thắc mắc. Tự nhiên mẹ nói, ủa ai ngoài trong nhà mình có chị Trang chứ có ai đâu. Rồi, bây giờ chị thắc khăn quàng. Thôi, để em đo, để okay, em thắc em cũng thắc khăn quàng hay lắm á. Rồi, rồi. Ê, gì vậy Vinh? Xin ngủ vậy. Trời ơi.
Ủa sáng mẹ thấy con sắt thắt được mà sao chiều con chơi chị Trang hay gì vậy? Ông quên ơi. Đầu tiên là mình cuộn lại trừ hình tam giác nhỏ. Tiếp theo là mình sẽ chèn qua cổ. Ok. Rồi đâu mày coi ngay chưa? Rồi ngay rồi đó con. Tiếp theo là mình kéo lại rồi mình lấy sợi dây này quấn luồn qua. Lúc mà tụi con đeo khăn quàng lần đầu tiên là thầy có dạy con đó đó. Dạ. Rồi kết nhặt đội dạy à. Hả? Rồi, wow, sang nhận đây, để sang nhận đây. Rồi, đẹp, đẹp quá Trang ơi. Mẹ thấy chị Trang năm lớp 6 bận áo dài cũng đẹp rồi. Năm nay bận đầu tay này cũng đẹp quá nè. Rồi, đẹp quá rồi. Mày đi học thôi. Lên lên Trang. Dạ. Vinh lên nhà có tiếng mẹ giờ lên nha con. Dạ, chị Trang đi học chưa dễ nha. Ba em nha. Em mà giống xíu em cũng đi học nữa rồi. Thì khác trường với em Vinh, đây là trường của mình nè. Thường ra chơi là mình chơi ở dưới sân, còn mình là học đầu trên cùng luôn á. Cái hồi trưa á, mẹ mình á đưa mình đi học là ở cổng sau, căng tin thì cũng ở cổng sau luôn. Trường mình chỉ có vậy thôi, tạm biệt các bạn nha. 2 giờ là Vinh học buổi chiều nên bây giờ mình sẽ chở Vinh vô trường nha các bạn. Rồi Vinh, con có đi nước không? Thì mình qua trường rút Vinh rồi sẵn vé rút Trang luôn nha các bạn. Ok. Bây giờ mẹ mình rước rồi, lát á mình sẽ qua rước chị Trang luôn nha. Bây giờ mình sẽ qua rước chị Trang, bye bye. Chào các bạn, mình mới tan ca, bây giờ chị vẽ cái này cho Vinh nè. Như vậy là mình cũng kết thúc một ngày đi học của Trang Vinh đó các bạn ơi. Thôi một ngày á mà mẹ đưa tụi con đi học tận 8 lần luôn á. Thôi vậy mẹ cứ đưa rước mẹ không làm trong chuyện nhà được hết trơn không ơi. Có thời gian làm luôn á. Đúng rồi. Thôi bây giờ tụi con vô cất tập sách đi rồi mình thay đầu nữa tay chân cho con. Dạ. Giờ con vô gạo nấu cơm cùng mẹ nha. Okay. Cũng gần tối rồi, bắt cơm lên đi con. Vinh con rửa thịt cho mẹ đi. Mẹ gọt củ lát nữa mẹ làm thịt cho tụi con ăn nha. Bây giờ mình sẽ múc một cây gạo để nấu cơm. Quên nữa, chắc các bạn cũng thắc mắc á, đây là lá gì đúng không? Đúng. Đây là lá bưởi và lá chanh, mình bỏ vô á cho gạo nó không bị mốc và không có mọt, để lâu mới được. Đi vo gạo thôi. Bây giờ mình sẽ vo gạo. Vo xong rồi bây giờ mình sẽ chắc nước ra. Chắc từ từ thôi, đừng cho gạo để đổ. Để vô. Xong. Mình với chị Trang mới phụ mẹ nấu cơm chiều xong, bây giờ mình sẽ chơi đánh cầu nha. Chiều tối thì ba mẹ con mình ăn cơm với lại rau củ quả hành với thịt xương. Yeah. Thì mình mời các bạn cùng dùng với cả nhà mình nha. Các bạn nha. Con có mời mẹ. Được không ạ? Rồi. Đây, cảm ơn con nha. Con mời rau củ này nè mẹ. Đây, đây con gái mẹ này giỏi quá. Đây mẹ ngút ra ta. Dạ. Mẹ nấu nước củ dền mà vậy nó ra màu tím hơn thấy không? Thấy. Đó, tụi con phải ăn thịt rồi ăn rau củ vô cũng được thấy không? Vừa ăn nè. Ngon không? Ngon. Chấm thêm nước mắm nữa. Chấm mắm rồi chứ. Hôm nay mấy đứa rồi vui không? Dạ vui. Vui. Chơi với bạn vui lắm mẹ. Vâng, chơi với bạn. Nghỉ ba tháng hè cái nay vô học rồi cảm thấy như thế nào nữa đó. Vui ha. Dạ. Vui lắm luôn. Nhớ mấy bạn nhớ trường. Rồi giờ tụi con nó vô trọng nó bài nhiều không? Nó dạ. Nhiều không? Dạ ít. Mới học nên nó ít bài nha. Tụi con mới nhập học ít á. Nhưng mà cỡ qua tuần á là mấy đứa có bài nhiều rồi đó. Lúc đó là tụi con phải cố gắng học nha. Dạ. Nhiều môn lắm á. Thì hôm nay á mình làm cái video này các bạn cũng thấy Trang với Vinh học á thì nhiều. Vinh á thì học như ngày, Trang thì học như buổi. Nên mình sẽ không có thời gian để quay rất nhiều. Mình chỉ quay được ngày Chủ nhật thôi. Nhưng mà mình sẽ cố gắng quay thật là nhiều clip cho các bạn xem nha. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh cho kênh mình có động lực làm nhiều clip hay hơn nha. Rồi tụi con ăn cơm nha. Rồi tụi con nghỉ ngơi lát nữa học bài nha con. Dạ. Hai chị em mình ăn cơm xong rồi. Bây giờ tụi mình sẽ học bài. Đúng rồi. Mình là học khoa học tự nhiên. Mình nhập tiếng Anh. Ủa? Hồi chiều quá chị đưa em cái câu chuyện gì mà em đọc hoài không hiểu luôn á. Ơi Vinh không biết Vinh á. Đây là một điệu nhảy gác của chị tự vẽ đó, hiểu không? Ủa? Rồi Vinh đứng dậy đi, đứng dậy ra nha. Rồi chị đọc Vinh nhảy nha. Dạ dạ.
Nhưng cô bà Sáu ở dưới quê nó có chút xíu. Đây lên thành phố mặc chiếc áo màu dài nó xíu. Ở Sài Gòn rất dễ sang ngã. Nhưng mà em đã có dây an toàn cho phép anh gặp em bà xã. Quẩy đám cưới 10 cây vàng như ông A, như ông Ẹo. Bị má la đâm như không chịu. Nhìn xinh xẹo, biết uống dễ còn tự đợi chịu. Ê, nghĩ cái gì vậy ba? Bé nó tập yoga, nghĩ tập bài tập bà. Bỏ suy nghĩ đó nha. Đó, vậy đó. Hay hả? Hai đứa con không học mà làm gì đứa đọc rác nó chảy vậy? Mẹ thấy chị Trang đọc rap mà Vinh nhảy đúng nhịp đúng điệu, giống như là con tập trước từ lâu luôn á. Thôi, hai đứa tập trung học bài đi, đặng tranh thủ ngủ sớm, nằm mai đi học sớm nữa đó con. One hour later. Chín rửa là tụi con ngủ luôn nha. Dạ. Mẹ ra mẹ chỉnh sửa video chút xíu là mẹ vô ngủ sao. Chúc các bạn ngủ ngon. Bye bye. Rồi mẹ tắt đèn nha. Rồi.